Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của dòng đồ chơi mới, đó chính là Chiến binh Thái Dương. Nói là mới vậy thôi, chứ cái sản phẩm này nó cũng qua đợt lâu rồi các bạn. Qua đợt là khoảng 1-2 năm trước rồi. Cái con này nè các bạn, cái con hợp thể này nè, nó thuộc cái dòng trong cái bộ phim Đội Bảo vệ Không gian. À, được Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Cái này là của Trung Quốc. Trung Quốc sản xuất và chiếu ở trên TV hay trên mạng đó các bạn. À, hồi lúc đó tôi nhớ thì nó chiếu trên TV á. Tôi mua con này cũng lâu lắm rồi các bạn. Cũng khoảng 4 năm trước á. À, tôi mới vừa lục ra, tôi còn không biết là tôi có con này mà. À, tôi giấu nó kỹ quá, bây giờ tôi mới thấy. Bạn có tin nổi không là cái lúc mà tôi mua tới giờ tôi chưa bao giờ tôi mở hộp ra hết. À, thì lúc đó tôi nhớ là trên thị trường của mình á thì có hai loại cái dòng đồ chơi bảo vệ không đội bảo vệ không gian này, nó có hai loại. Loại thứ nhất là có thể lắp ráp được, tức là cái con này nè mấy bạn là thành có thể tách ra thành ba con khác nhau và có thể hợp lại. Còn cái loại sản phẩm này của tôi mấy bạn cử động linh hoạt hơn cái loại hồi nãy. À, cái loại mà gáp vô gáp ra được á, cái loại hợp thể á, thì đương nhiên thì biên độ dao động nó sẽ nhiều hơn rồi. Đây, đây là cái hộp của sản phẩm của chúng ta đây. Sản phẩm ở dưới thì nó có giá sẵn luôn nè mấy bạn. Đó. 229.000. À, Chiến binh Thái Dương. Đây là các bạn, đây là có loại có thể tách ra 3 phần và gáp vô được nè. Tôi nhớ hình như nó là nó bán với cái giá 1 triệu mấy lắm đó mấy bạn. 1 triệu 400 mấy á. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cái loại đồ chơi hộp này nè, nó sẽ cử động linh hoạt hơn. Và cái khớp tay và cái khớp chân mấy bạn có thể tách ra của con này và cái áp vô của con khác. Đây, đây là hai con còn lại của nó nè. Đó. Thì trên thị trường cái loại này nó có ba cái hộp lắm các bạn. Cái hộp thứ nhất là giống như tôi. Cái hộp thứ hai là con Chiến binh Tinh Tú. Cái loại thứ ba là con Chiến binh Thiên Dương. Con đây là Chiến binh Thái Dương. Rồi bây giờ tôi sẽ mở hộp ra nha các bạn. Mở trên đầu đi. Mới mở lần đầu luôn á. Và bây giờ tôi sẽ mở nó ra nha mấy bạn. Và đây, đây là sản phẩm của chúng ta. Và đi kèm theo sản phẩm là một cái tờ thông tin. Đây mấy bạn. Gian Server, đội bảo vệ không gian. Đây là một cái tờ giấy giới thiệu. Đó, đây, đây là 5 chiến binh của Trung Quốc. Và đây, đây là đồ chơi của mình nè mấy bạn. Đây, đó đồ chơi của mình. Coi. Đây, đây là đồ chơi có thể gắp vô gắp ra được nè mấy bạn. Có thể lắp gắp được nè. Đó, tôi nói với bạn là cái này nè. Rồi. Thì cái con nhỏ này mấy bạn, con nhỏ của mình á, là mô phỏng lại cái con bự này nè. À, nhưng mà con bự á, cái biên độ dao động nó không bằng cái con nhỏ. À. Rồi, chúng ta để qua một bên. Đây các bạn, được bọc trong hai cái dĩ rất là kín đáo. Rồi. Bằng keo. Đây các bạn, đây là Chiến binh Thái Dương của chúng ta đây.
Rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra biên độ dao động của nó nha. Bây giờ là cái tay nè, chỉ xoay qua xoay lại thôi. Rồi, ok. Giờ tới phần chân. Phần người, ok. Cái mình á thì nó đẹp, nhưng mà sao mà cái phía đằng sau sao nhìn nó kỳ cục vậy ta? Nó rỗng phía đằng sau luôn. Cái tay này cũng vậy nè, nó rỗng phía đằng sau luôn. Rồi, đó, cái biên độ dao động nó cũng được, cũng ok.